vâng xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục bạn có biết với rất nhiều những thông tin đáng quan tâm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay sẽ là một thông tin vui về y tế Thưa quý vị, công ty của phần đầu tư phát triển Hoa Lâm khởi công xây bệnh viện quốc tế Hoa Lâm tại số 532A Kinh Dương Vương, quận Bình Tân. Bệnh viện Hoa Lâm được xây dựng trên khuôn viên là 1,5 hecta với diện tích là 35.000 m2, cao 10 tầng có 315 giường gồm 4 chuyên khoa tim mạch, thần kinh, chấn thương chỉnh hình và nội tiết. Bệnh viện được xây dựng trong thời gian khoảng 14 tháng với tổng kinh phí là 1.500 tỷ đồng. Đây là bệnh viện thứ hai xây dựng trong khu y tế kỹ thuật cao Thành phố Hồ Chí Minh và là bệnh viện đầu tiên thực hiện theo mô hình hợp tác công tư giữa Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm và Bệnh viện Nhân dân 115. thưa quý vị, cũng là một thông tin về lĩnh vực y tế, bệnh viện 115 triển khai khám bệnh ngoài giờ hành chính tại khoa khám và điều trị theo yêu cầu từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 16 giờ 30 đến 20 giờ, thứ 7 sáng khám từ 7 giờ đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ, chủ nhật khám buổi sáng Bệnh viện triển khai khám các chuyên khoa tổng quát tim mạch, thần kinh, nội tiết, cơ xương khớp, ung bướu vân vân. Thực hiện các xét nghiệm sinh hóa vi sinh, chụp MRI CT, siêu âm X quang vân vân để đăng ký khám bệnh hẹn giờ. Bệnh nhân liên hệ số 081080 để khỏi chờ đợi. Bệnh viện sẽ trả kết quả qua email hoặc đường bưu điện nếu bệnh nhân có yêu cầu. Giá khám bệnh là 150.000 đồng một chuyên khoa. Khám hẹn giờ là 170.000 đồng chuyên khoa. Quý vị thân mến, qua khảo sát độc giả của tạp chí nổi tiếng thế giới về du lịch Travel và Leisure, Thủ đô Hà Nội đứng thứ 7 và Thành phố Hồ Chí Minh là đứng thứ 9 trong số 10 thành phố hấp dẫn nhất châu Á. Trong danh sách top 10 thành phố tuyệt vời nhất châu Á, 10 thành phố vinh dự được xướng tên xuất hiện theo thứ tự sau: Kyoto của Nhật Bản, Siem Reap ở Campuchia, Bangkok của Thái Lan, Tokyo của Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Hà Nội của Việt Nam, Thượng Hải của Trung Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam và New Delhi ở Ấn Độ. Vâng thưa quý vị và theo cuộc bình chọn của Travel Laser, Việt Nam có hai khách sạn lọt vào top 100 khách sạn tốt nhất thế giới. Cụ thể đó là khách sạn Savitel Leisure Metropoli, Hà Nội xếp ở vị trí 61 và khách sạn Park Hyatt Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh xếp vị trí 68 trong số là 100 khách sạn được xếp hạng.